Thống kê dân số mới nhất cho thấy tại quận Cam, người gốc Á gia tăng trong khi dân da trắng thì ngược lại. Bão Ida đổ bộ thành phố New Orleans ở Mỹ thất thủ. Có một nỗ lực tấn công tên lửa vào quân đội Mỹ khi việc rút quân khỏi Afghanistan bước vào giai đoạn cuối. Quan chức Hoa Kỳ nói Trung Quốc sẽ sớm vượt qua Nga để trở thành mối đe dọa hạt nhân nguy hiểm nhất. Tình báo Mỹ nói rằng không thể giải quyết bí ẩn về COVID-19 nếu Trung Quốc không giúp đỡ. Singapore siết chặt các quy định hạn chế lao động nước ngoài. Phản đối ông Nguyễn Phú Trọng và Đảng Cộng sản Việt Nam, một người ở Thanh Hóa đã bị bắt. Người dân thành phố Hồ Chí Minh vẫn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm người đi chợ hộ. Thủ tướng Phạm Minh Chính nói xác định tinh thần sống chung với dịch nhưng vẫn chưa từ bỏ mục tiêu kép. Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không dừng bán vé chuyến bay nội địa. Tỉnh Bình Dương sắp tiêm cho dân 1 triệu liều vaccine Sinopharm của Trung Quốc giữa bối cảnh tỉnh này vượt mức báo động khi có hơn 4% dân số mắc COVID-19. Và thưa quý vị, sau đây là phần tin cộng đồng. Dữ liệu thống kê dân số mới nhất của Hoa Kỳ cho thấy Orange County có khoảng 3.2 triệu cư dân. Báo điện tử Voice of OC phân tích với dân số đông thì quận này chẳng những phải tái phân chia khu vực cho các cuộc bầu cử địa phương mà còn giúp cơ quan chính phủ cung cấp các dịch vụ quan trọng. Dữ liệu cũng cho thấy kể từ năm 2010, dân số của quận đã tăng gần 177.000 người. Đồng thời, số lượng thanh niên trong quận đã giảm trong thập niên qua, với số người dưới 18 tuổi chỉ chiếm dưới 21% vào năm 2020, so với 24.5% vào năm 2010. Trong 10 năm qua, số lượng người da trắng đã giảm khoảng 24%, trong khi các nhóm khác như người Mỹ gốc Á và các sắc tộc khác đã tăng khoảng 33%. Orange County, hay còn gọi là quận Cam, là nơi có cộng đồng Việt Nam lớn nhất ở nước ngoài. Thời gian qua, Luraco nhận được điện thoại cho rằng nhiều thành phố xem Paddy's Bathtub là một hot bathtub thâu nhỏ, do đó đã áp dụng luật của hot spa. Luật này yêu cầu spa phải có nhiệt kế và nhiệt độ nước không được quá 104 hoặc tùy theo mỗi thành phố. Một số chủ tiệm nail cho rằng khách cũng không hài lòng khi thợ nail dùng tay quay vào nước để cảm nhận nhiệt độ. Có nhiều khách hàng có vấn đề về da và bác sĩ khuyên không nên dùng nước quá nóng hoặc quá lạnh hoặc trong khoảng nhiệt độ nào đó. Lần đầu tiên trên thị trường, Luraco đã được Hoa Kỳ cấp bằng sáng chế cho vòi xịt thông minh gọi là Smart Sprayer, có nhiệt kế để đo nhiệt độ của nước. Đừng chần chờ, hãy nâng cấp tiệm nail của quý vị lên một bước cao hơn ngay hôm nay. Samsung Galaxy S21 Ultra, điện thoại có camera với độ phân giải cao nhất thế giới smartphone. Tiếp theo là tin Hoa Kỳ và thế giới. Cơn bão cấp 4 có tên gọi là Ida đổ vào bang Louisiana, Hoa Kỳ vào trưa ngày 29 tháng 8 với sức gió lên tới 240 cây số một giờ, gây ra những trận mưa như trút nước. Trận bão cấp 4 khiến cho toàn bộ thành phố New Orleans bị cúp điện, thổi bay mái nhà và làm đảo ngược dòng chảy trên sông Mississippi trong lúc cơn bão di chuyển nhanh chóng từ bờ biển Louisiana đến một trong những hành lang kỹ nghệ quan trọng nhất của nước Mỹ. Trước khi cơn bão Ida đổ bộ, Tổng thống Joe Biden đã chấp thuận công bố tình trạng khẩn cấp cho Louisiana và Mississippi. Vào hôm Chủ nhật, ông Biden nói, cả nước đang cầu mong mọi chuyện tốt đẹp cho Louisiana và sẽ nỗ lực hết sức để giúp cứu hộ và phục hồi một khi cơn bão đã tan. Theo hãng tin Reuters, một quan chức Mỹ cho biết các hệ thống phòng thủ chống hỏa tiễn của Hoa Kỳ đã chặn được 5 quả hỏa tiễn bắn vào sân bay Kabul vào sáng ngày 30 tháng 8. Ngay sau khi sơ tán khoảng 114.400 người, bao gồm cả công dân nước ngoài và những người Afghanistan, được xem là có nguy cơ trong một nỗ lực bắt đầu một ngày trước khi Kabul rơi vào tay Taliban vào ngày 15 tháng 8. Các lực lượng Mỹ và đồng minh sẽ hoàn thành việc rút quân của họ trước hạn chót là vào ngày 31 tháng 8 như đã thỏa thuận với các chiến binh Hồi giáo. Trung tướng Không quân Hoa Kỳ Thomas Bercier, Phó Tư lệnh Bộ Chỉ huy Chiến lược Hoa Kỳ, cơ quan giám sát kho vũ khí hạt nhân của Mỹ cho biết, việc Trung Quốc phát triển năng lực hạt nhân không còn nhất quán với tuyên bố công khai của họ rằng họ muốn duy trì khả năng răn đe hạt nhân một cách tối thiểu. Trên một diễn đàn trực tuyến, ông Thomas nói rằng sẽ tới một điểm mà số lượng các mối đe dọa do Trung Quốc đề ra sẽ vượt quá số lượng các mối đe dọa mà Nga đề ra.
Ông nhấn mạnh sự xác định này sẽ không chỉ dựa trên số lượng đầu đạn hạt nhân được dự trữ của Bắc Kinh, mà còn dựa trên cách chúng được bố trí hoạt động. Pringles giòn tan đến tận miếng cuối cùng với nhiều hương vị và kích cỡ khác nhau. Pringles hiện đang có bán tại các chợ và siêu thị trên khắp cả nước. Cộng đồng tình báo Mỹ không tin rằng họ có thể giải quyết cuộc tranh luận về việc liệu một sự cố trong phòng thí nghiệm của Trung Quốc có phải là nguồn gốc của COVID-19 hay không. Nếu không có thêm các thông tin, các quan chức Mỹ cho biết trong một bản tóm tắt được giải mật vào ngày thứ Sáu. Các quan chức Mỹ nói rằng chỉ có Trung Quốc mới có thể giúp giải quyết các câu hỏi về nguồn gốc thực sự của virus mà giờ đây đã làm thiệt mạng 4,6 triệu người trên toàn thế giới và cần phải có sự hợp tác của Trung Quốc để có được sự thẩm định chung về nguồn gốc của COVID-19. Phát biểu vào ngày 29 tháng 8, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cam kết sẽ siết chặt các quy định hạn chế với lao động nước ngoài nhằm giải quyết sự phẫn nộ đối với người ngoại quốc nổi lên sau đại dịch. Theo hãng tin Bloomberg, ông Lý cho biết Singapore sẽ nâng điều kiện cấp thị thực cho người nước ngoài, tăng lương cho lao động thu nhập thấp trong nước và bắt các công ty phải chịu trách nhiệm cho chính sách tuyển dụng của họ. Cũng theo Thủ tướng Singapore, chính quyền tại đây sẽ thay đổi tiêu chí lương bổng cho lao động nước ngoài một cách từ từ và chậm rãi để chứng minh rằng Singapore vẫn muốn giữ chính sách hoan nghênh sự cạnh tranh. Singapore vốn là quốc gia có chính sách cởi mở với người nước ngoài, nhưng vấn đề lao động ngoại quốc đã trở nên nóng bỏng trong đợt bầu cử hồi năm ngoái. Nhiều người dân tại đây cho rằng họ gặp bất công trong khâu tuyển dụng, lương dành cho công nhân còn quá thấp trong khi giá cả gia tăng vì khủng hoảng kinh tế do đại dịch COVID-19 gây ra. Chuyển qua tình hình tại Việt Nam, chính quyền Việt Nam vào hôm 30 tháng 8 đã bắt giữ Facebooker Bùi Văn Thuận, người có nhiều các bài đăng tải chỉ trích lãnh đạo Đảng Cộng sản trên mạng xã hội với cáo buộc tuyên truyền chống phá nhà nước. Việc bắt ông Thuận diễn ra chỉ vài ngày sau khi Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tới thăm Việt Nam và đề cập đến vấn đề nhân quyền trong cuộc hội đàm với những người đứng đầu chính phủ. Ông Thuận, người có trang Facebook Cha già dân tộc, với đăng tải mới nhất nêu ra sự đối chọi trong các phát ngôn của các lãnh đạo Việt Nam, trong đó có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Phạm Minh Chính về cách chống dịch COVID-19 bị công an bắt tại nhà riêng ở huyện Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa vào sáng ngày 30 tháng 8. Bà Trịnh Nhung là vợ của ông Thuận xác nhận với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, trong khi truyền thông nhà nước Việt Nam chưa đưa ra bất kỳ thông tin gì về vụ bắt giữ này. Theo bà Nhung, gia đình bà bị bất ngờ khi các công an giả dạng là nhân viên y tế đến để yêu cầu khai báo y tế vào lúc 8 giờ 30 phút sáng, sau đó khám xét nhà và đọc lệnh bắt giữ ông Thuận. Bà Nhung cũng cho biết trong biên bản quyết định của công an tỉnh Thanh Hóa nói rằng ông Thuận bị khởi tố vì tội tàn trữ tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo điều luật 117 của Bộ luật Hình sự. Ông Thuận là một giáo viên dạy hóa trước khi trở thành một blogger có tiếng ở Việt Nam, từng được báo LA Times của Hoa Kỳ phỏng vấn vì bị Facebook chặn tài khoản cũng như xóa các bài viết chỉ trích chính quyền, bao gồm một loạt đăng tải về vụ tranh chấp đất đai ở làng Đồng Tâm. Theo tờ LA Times, trong một đăng tải về vụ việc gây nhiều tranh cãi này hồi tháng 1 năm ngoái, ông Thuận gọi các nhà lãnh đạo nhà nước là những kẻ cướp đất và viết rằng những tội ác của các ông sẽ hằn sâu trong tâm trí tôi. Theo báo điện tử Zing, phương án đi chợ hộ đang quá tải tại nhiều quận huyện của thành phố Hồ Chí Minh. Người dân lo lắng khi chờ nhiều ngày vẫn chưa được giao hàng, trong khi thực phẩm dự trữ đã dần hết. Sau khi nghe tin thành phố Hồ Chí Minh cho phép shipper hoạt động trở lại, chị Thúy ở quận Bình Thạnh liền lên mạng tìm người giao thực phẩm, nhưng không có tài xế nào nhận. Chị nói, tôi mở ứng dụng Grab cũng chưa thể sử dụng được dịch vụ đi chợ hộ. Trong khi nhà hết sạch thực phẩm, đặt hàng đi chợ từ phường thì chưa nhận được, phải ăn mì gói 2 ngày nay. Shipper đã được hoạt động lại từ sáng 30 tháng 8, nhưng nhiều người dân vẫn chưa thể đặt hàng hay sử dụng dịch vụ đi chợ hộ trên các ứng dụng xe công nghệ. Hiện nay, việc yêu cầu các shipper xét nghiệm mỗi ngày gây ra nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Trước đây, nhiều dân mạng Việt Nam cũng rất bất bình về chuyện lực lượng shipper không được ưu tiên chích ngừa từ những ngày đầu Việt Nam có vaccine của nước ngoài. Theo các cư dân mạng này, cũng vì như vậy mà giờ đây người dân thành phố mới phải vừa chôn chân ở nhà, vừa không kiếm ra được shipper đi chợ hộ. Chủ trì cuộc họp với Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 vào sáng ngày 29 tháng 8, Thủ tướng Phạm Minh Chính
trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã nhận định rằng chúng ta đặt mục tiêu kiềm chế, kiểm soát dịch bệnh, song cũng xác định cuộc chiến này còn lâu dài, phải sống chung lâu dài với dịch bệnh, không thể nào khống chế tuyệt đối, phải thích ứng và có cách làm phù hợp. Phòng là cơ bản, chiến lược lâu dài, chống là quan trọng, thường xuyên. Phát biểu này gây ra nhiều bình luận trái chiều trên mạng xã hội. Nhiều người nhắc đến chuyện ông Chính vào ngày 28 tháng 7 từng phát biểu rằng cuộc sống bình thường sẽ sớm trở lại. Trong khi đó thì có nhiều dân mạng Việt Nam thả biểu tượng cười thay vì viết bình luận. Cũng trong cuộc họp ngày 29 tháng 8, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đưa ra yêu cầu phải ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh sớm nhất, nhanh nhất. Địa phương nào không đạt mục tiêu, phải kiểm điểm, phân tích nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm của tập thể cá nhân. Từng tỉnh, từng huyện, từng xã phải đẩy nhanh lộ trình đạt mục tiêu càng sớm càng tốt để trở lại trạng thái bình thường, tiếp tục phát triển kinh tế xã hội, thực hiện mục tiêu kép. Vào ngày 30 tháng 8, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không trong nước dừng bán vé đường bay nội địa đến khi có thông báo mới. Số lượng chuyến bay từ các tỉnh, thành phố đang thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng cũng được yêu cầu tiếp tục hạn chế. Trên website của một số hãng hàng không vẫn mở bán vé các chặng bay nội địa vào thời điểm cuối năm. Do đó, Cục Hàng không yêu cầu dừng việc mở bán vé trên các đường bay nội địa. Các hãng cần phải hoàn trả tiền cho hành khách theo đúng kênh đã thanh toán vé từ sau ngày 21 tháng 7 cho đến khi có thông báo mới. Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương Nguyễn Hồng Chương cho biết, số ca F0 trên địa bàn tăng nhanh là do tỉnh đang thực hiện chiến lược xét nghiệm trên diện rộng. Ông Chương cho biết, 2 ngày nữa, sau khi nhận được 1 triệu liều vaccine Verocell từ thành phố Hồ Chí Minh, các đơn vị tiêm chủng sẽ bắt đầu tiêm cho người dân. Theo ước tính của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, nếu chỉ tính riêng vaccine cho 1,5 triệu người trên 18 tuổi, thì tỉnh này sẽ cần tới 3,2 triệu liều vaccine, mỗi người phải tiêm tối thiểu là 2 liều. Chuyên trang COVID-19 của báo điện tử VN Express dẫn lại số liệu từ Bộ Y tế Việt Nam cho biết, trong ngày 30 tháng 8, cả nước có 14.219 bệnh nhân mới, nâng tổng số lên thành 445.292 bệnh nhân COVID-19. Cũng theo VN Express, vào cùng ngày Việt Nam có 315 ca tử vong, nâng tổng số người thiệt mạng vì COVID-19 lên thành 11.064 người. Một điểm đáng lưu ý ở đây là trong ngày 30 tháng 8, tỉnh Bình Dương có 6.050 bệnh nhân, tiếp tục dẫn đầu cả nước về số người mắc COVID-19 trong ngày. Như vậy là tỉnh này cũng đã vượt qua mức báo động hơn 4% dân số của tỉnh nhiễm COVID-19, khi có tới hơn 110.000 bệnh nhân trên tổng số 2,5 triệu dân. Và xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Khoa Cát xin hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình tiếp theo. Bấm vào nút đăng ký và đừng quên bấm vào hình cái chuông để nhận được thông báo khi có video mới.